Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến Pha-ra-ôn, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ai-cập, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se và A-rôn bèn đi đến Pha-ra-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: Ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Nếu từ chối không cho dân ta đi, này, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi. Nó sẽ phủ rợp trên mặt đất, người ta chẳng còn thấy đất nữa. Nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại. Nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi, vào đầy cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi và nhà cửa của người Ai Cập. Ấy là một điều tổ phụ ngươi, đến đổi thủy tổ ngươi, cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ đã có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn, Môi-se xây mặt lui ra khỏi Pha-ra-ôn. Quần thần Pha-ra-ôn tâu rằng: Đến chừng nào người này mới thôi gài bẫy ta? Hãy tha dân ấy đi để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó. Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ai-cập đã bị nguy vong sao? Họ bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn trở lại cùng Pha-ra-ôn. Người nói rằng: Hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hết thảy những ai là người phải đi? Môi-se tâu rằng: Chúng tôi đi sẽ đem nam phụ lão ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. Pha-ra-ôn bèn nói rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao? Không, quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi là đàn ông phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn, họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pha-ra-ôn. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ai-cập, đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. Vậy, Môi-se bèn giơ gậy mình ra trên xứ Ai-cập, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ sòng ngày và đêm đó. Qua sáng mai, gió đông đã dẫn cào cào đến. Cào cào trên khắp cả xứ Ai-cập và sa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau này cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy. Cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ và xứ thành ra tối tăm, cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại. Trong khắp xứ Ai-cập chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho cỏ rau ở ngoài đồng ruộng nữa. Pharaoh vội đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng: Trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Nhưng bây giờ xin xá tội cho trẫm lần này và hãy cầu dùm Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết này. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió tây đến rất mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống biển đỏ. Khắp địa hạt Ai-cập chẳng còn một con cào cào nào. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, người chẳng tha dân Israel đi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ai-cập có sự tối tăm dài đến đổi người ta rờ đụng đến được. Vậy Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dài trong 3 ngày tại xứ Ai-cập. Trong 3 ngày đó người ta không thấy nhau được,
không ai nhóm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Pharaoh bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ đi theo nữa, chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Nhưng Đức Giê-hô-va cho Pharaoh cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Pharaoh nói rằng: Hãy lui ra khỏi ta, khá giữ mình đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Môi-se bèn nói rằng: Bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu. Chương 11. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ giáng cho ông và xứ Ê-díp-tô một tai vạ, đoạn người sẽ tha các đi khỏi đây. Khi định tha đi thì sẽ đuổi các ta khỏi đây. Nói cùng dân sự và dặn rằng: Mỗi người, bất luận nam hay nữ, phải xin kẻ lân cận những đồ bằng bạc và bằng vàng. Đức Giê-hô-va làm dân sự được ơn trước mặt người Ê-díp. Môi-se cũng là một tôn trọng trong xứ Ê-díp trước mắt quần thần ôn và trước mắt dân. Môi-se nói: Đức Giê-hô-va như vậy, chừng đêm ta sẽ ra tuần hành xứ Ê-díp. Hết con trưởng nam trong xứ Ê-díp sẽ từ thái tử của phật ngồi trên ngai mình cho đến cả của người đòi ở sau cối và luôn mọi con đầu lòng của súc nữa. Trong cả Ê-díp sẽ có tiếng kêu la hỏi cho đến đổi chưa hề có, và cũng sẽ chẳng bao giờ giống như vậy nữa. Trong cả dân Israel, đến một con chó cũng sẽ chẳng sụt người hoặc vật. Hầu ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va việc dân Israel cùng người Ê-díp là dường nào. Này, quần thờ bệ hạ sẽ xuống cùng tôi, mình trước mặt tôi mà rằng: Ngươi và cả dân sự theo ngươi đi đi. Đoạn tôi ra. Môi-se bèn lui ra khỏi Pharaoh, giận lắm. Vả Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se rằng: Pharaoh chẳng nghe ngươi đâu, hầu cho lạ ta thêm lên trong xứ Ê-díp-tô. Môi-se Aaron bèn làm các dấu lạ cho Pharaoh, nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, nên người chẳng tha dân Israel đi khỏi xứ mình. Tại Ê-díp Tô, Đức Giê-hô-va cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói toàn hội chúng Israel rằng: Đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung rất lân cận mình, tùy số người, và hãy tính cho một con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt mặt trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là con đực, tuổi giáp niên, tỳ vít chi, khoảng để dành cho đến ngày 14 này, rồi cả hội Israel sẽ giết nó vào chiều tối. Lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mài cửa của nhà nào thịt chiên con đó. Đêm ấy, họ sẽ ăn chiên quay với bánh không men và rau đắng. Cứ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng quay trên lửa cả đầu bò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Vậy ăn thịt đó phải vậy, dây lưng cột mang dài, tay cầm ăn hối hả, ấy là vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ ra xứ Ê-díp hành hại phải con đầu lòng xứ Ê-díp người ta cho đến súc vật, sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp. Ta là Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu. Khi ta hành hại xứ Ê-díp, thấy huyết đó thì vượt qua, chẳng có tai nạn diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm, trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là lễ lập ra đời đời. Trong 7 ngày phải không men. Vừa đến ngày thứ 7, hãy dẹp men khỏi nhà, vì hễ ai ăn bánh có men nhất cho đến ngày thứ 7
thì sẽ bị trút ra khỏi Israel. Ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh. Qua thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một sự thánh nữa. Ngày đó chẳng nên làm chi, chỉ lo sắm đồ ăn với người cần ăn mà thôi. Vậy các ngươi hãy giữ bánh không men, vì chính ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Nên chi trải các đời giữ ngày đó như một lễ lập đời đời. Ngày 14 tháng Giêng chiều, các ngươi sẽ ăn bánh không men chiều ngày 21 tháng đó. Trong 7 ngày nên còn thấy men tại nhà các ngươi, vì bất luận người ngoại hay là người bản xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ khỏi hội chúng Israel. Chớ nên ăn bánh men, khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men. Vậy Môi-se nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng: hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Rồi hãy lấy một chút giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mài và hai cái cửa. Đoạn trong các ngươi chớ ai ra khỏi mình cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ qua đặng hành hại xứ Ai Cập. Khi thấy huyết nơi mài và hai cái cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Hãy giữ lễ này như một lễ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ. Khi con cháu các hỏi rằng lễ này là nghĩa, hãy đáp rằng ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, vì khi Ngài hành hại xứ Ai Cập thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Dân Israel bèn cúi đầu lại đi làm theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Và khi giữa đêm Đức Giê-hô-va hành con đầu lòng tại Sa-tô, từ thái tử Pharaoh ngồi trên ngai mình, con cả người bị tù, thảy con đầu lòng của súc vật. Đang lúc ban đêm, Pharaoh, quần thần cùng hết thảy người Ai Cập đều chờ. Có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ai Cập, chẳng một nhà nào là có người chết. Trong đêm đó, Pharaoh bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: hai ngươi và dân Israel chờ dậy ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa. Người Ai Cập thúc giục dân Israel ra khỏi xứ mau mau vì nói rằng: chúng ta đều chết hết. Vậy dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi, bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. Vả dân Israel có làm y theo lời mình đã dặn, xin người Ai Cập đồ bằng bạc và bằng vàng cùng sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho, và dân Israel trần người Ai Cập vậy. Dân Israel đi từ Ramse đến Sukkot, số không kể con nít, được chừng 60 vạn người đàn ông bộ. Lại có vô số người ngoại bang đi lên chung, luôn với chiên, bò, súc vật nhiều. Bèn hấp bánh không men bằng bột mình đã đem theo từ xứ Ai Cập. Bột không men vì cớ bị đuổi khỏi xứ Ai Cập không thế chậm trễ, và cũng chẳng sắm kịp lương thực chi được. Vả thì kiều ngụ của Israel tại xứ Ai Cập 430 năm. Khi mãn 430 năm rồi, thì cũng trong ngày đó, quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút dân Israel khỏi xứ Ai Cập. Trải các đời, cả dân Israel phải giữ đêm đó để tôn trọng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: đây là luật lệ về lễ vượt qua. Phàm người ngoại bang chẳng được ăn lễ đó. Còn về phần tôi mọi là người bỏ tiền mua, ngươi hãy làm phép cắt bì cho thì họ mới được ăn. Khách ngoại bang và kẻ làm thuê cũng chẳng được phép ăn lễ đâu. Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà, ngươi đừng đem thịt ra ngoài và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Israel phải giữ lễ vượt qua. Khi một khách ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi muốn giữ lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, thì mọi nam của họ phải chịu phép cắt bì. Đoạn họ mới được đến giữ lễ này và được coi như người sinh trong xứ.
nhưng ai không chịu phép cắt thì chẳng được ăn đâu. Cũng đồng một luật cho người sanh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai Cập. Thi Thiên thứ 21. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng. Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao. Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người, đổi trên đầu người mão triều bằng vàng ròng. Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, đến đổi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay. Chúa mặc cho người sự sang trọng oai nghi. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa. Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động. Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa, tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài. Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, và lửa sẽ thiêu đốt họ đi. Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người. Vì chúng nó đã toan hại Chúa, sinh mưu kế mà chúng nó không thể làm thành được. Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, sửa dây cung Chúa lẫy mặt chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài, thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài. Chương 41. Hỡi các cù lao, hãy nín lặng trước mặt ta. Các dân tộc hãy lấy sức mới, hãy đến gần thì mới nói. Chúng ta hãy đến gần nhau để xét đoán. Ai đã khiến người kia dấy lên từ phương đông, lấy sự công bình gọi người đến kề chân mình? Ngài phó các dân tộc trước mặt người, khiến người cai trị các vua. Phó họ như bụi cho gươm người, giống như rác rến bị gió thổi cho cung người. Người đuổi theo họ trên con đường chưa hề đặt chân, mà vẫn vô sự lướt dặm. Ai đã làm và thành tựu việc này? Ai đã gọi các dòng dõi từ ban đầu? Ấy là chính ta, Đức Giê-hô-va, là đầu tiên mà cũng sẽ ở với cuối cùng. Các cù lao thấy và thất kinh, các đầu cùng đất đều run rẩy. Chúng nó đều đến gần và nhóm lại. Ai nấy giúp đỡ kẻ lân cận mình và bảo anh em mình rằng, hãy phấn chí. Thợ mộc dục lòng thợ vàng, kẻ dùng búa đánh bóng dục lòng kẻ đánh đe. Luận về việc hàng rằng, hàng vẫn tốt. Đoạn lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lay. Nhưng hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi Gia-cốp là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Abraham bạn ta. Ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất mà bảo ngươi rằng, ngươi là tôi tớ ta, ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Này, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nha, những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy. Những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không.
vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng: đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hỡi sâu bọ Gia-cốp và các ngươi của dân Israel, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Israel và là Đấng chuộc ngươi. Này, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn. Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ đùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc. Nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Israel. Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát. Nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ. Ta, Đức Chúa Trời của Israel, sẽ không lìa bỏ họ đâu. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao và đất khô thành nguồn nước. Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương, hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Israel đã dựng nên sự đó. Đức Giê-hô-va phán: hãy trình đơn các ngươi. Vua của Gia-cốp phán: hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi. Phải, hãy thuật lại đi, hãy ra cho chúng ta điều sẽ xảy đến. Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hay là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến. Hãy rao những việc sẽ xảy đến sau này, cho chúng ta biết các ngươi là thần. Cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ. Này, các ngươi chẳng ra gì, sự các ngươi làm cũng là vô ích. Kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc. Ta dấy lên một người từ phương Bắc, và người đã đến. Người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc, dẫm lên trên các quan trưởng như dẫm trên đất vôi, khác nào thợ gốm nhồi đất sét. Ai đã tỏ ra điều đó từ lúc ban đầu cho chúng ta biết? Ai đã rao ra từ trước đặng chúng ta nói rằng người là công bình? Nhưng chẳng ai rao hết, chẳng ai báo hết, chẳng ai từng nghe tiếng các ngươi. Ấy chính ta đã phán trước nhất cùng Si-ôn rằng: này chúng nó đây, ta sẽ sai một kẻ báo tin lành đến Jerusalem. Ta xem rồi, chẳng có ai hết. Trong đám họ cũng chẳng có một người mưu sĩ để mà khi ta hỏi họ có thể đáp một lời. Thật, họ chỉ là hư vô hết thảy, công việc họ cũng thành không. Tượng đúc của họ chẳng qua là gió và sự lộn lão. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa
con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.